Alo, chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại làm một video về chủ đề khác. Thì đây là cái phòng làm việc cũng như là phòng ngủ của mình. Chính vì mình trồng cây ở đằng sau này nên mình không lợp mái tôn cũng như là có cái biện pháp gì để chống nắng nóng cả. Nhà thì lại hướng Tây. Đấy, nắng nóng 1-2 giờ trưa rất là kinh khủng. Nó chiếu ở trong bức tường này cũng như cái cửa tôn kia, khiến cho nhiệt độ nó tăng lên cực kỳ kinh khủng. Thì đây là cái nhiệt kế để đo cơ thể, thì mình dùng tạm cái này bởi vì mình không có cái máy chuyên dụng như cửa hàng, thì mình cứ căn cứ theo số ở đây nhé. Tất nhiên là nó sẽ không chính xác bằng cái máy chuyên dụng, nhưng mà mình cứ đo tạm đây để các bạn phân biệt. Cái chủ đề hôm nay mình làm thì mình sẽ chống nóng cái cửa này. Nhiệt độ mình đang đo được vào 2 giờ trưa miền Bắc nhá. Đây là 48 độ C cái cánh cửa này. Rất là kinh khủng. Này mình đo nhiều phần để cho nó khách quan rồi nhá. Đấy, trung bình là 48 độ C. Đấy, mình sờ tay ở đây thấy rất là nóng luôn. Tiếp theo là mình đo về bức tường nhá. Tường này tường 10 thôi. À, nhà bạn nào có điều kiện nên xây tường 20 thì chắc là mát hơn. Đấy, bức tường này này nó sẽ nhiệt độ nó sẽ thấp hơn cái cửa kia tầm 9 đến 10 độ. Đấy, tiếp theo là cái cửa kính của mình này. Cửa kính thì nó nhiệt nó chiếu thẳng vào rồi. Đấy, 38 độ. Mình đo thêm một cái nữa nào. Đấy, 38 độ 6, đấy, trung bình 38 độ. Tiếp theo là cái phần tôn nhá. Phần nhôm nhôm, phần nhôm đấy, nhôm lên 48 độ cũng bằng cái cánh cửa kia. Vậy là nhiệt độ hấp vào trong nhà mình nhiều nhất là ở cái phần nhôm này và cái phần cánh cửa tôn kia. Ok, vậy là sau khi lên mạng lướt tóp tóp một hồi thì mình cũng đã tìm ra cho mình được một cái giải pháp chống nóng cái căn phòng này một cách dễ thi công nhất. Còn hiệu quả hay không thì chúng ta sẽ cùng test nhé. Thời điểm bây giờ vẫn là 2 giờ trưa và mình sẽ quay các bạn mặt trời kia. Mặt trời đang rọi thẳng và thiêu đốt bức tường cũng như cánh cửa của mình. Đây chính là cách chống nóng mà mình đã lựa chọn được, mà mình cho là dễ thi công nhất, ai cũng có thể tự thi công được, đó là phủ lên một lớp sơn chống nóng. Mình đặt nhiều sơn quá nên tiện mình sơn cả trong cả ngoài, chứ bình thường thì chỉ cần sơn lớp bên ngoài là đủ rồi nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây, nhiệt độ trung bình mình đo ở cánh cửa này đang là 38 độ. Như vậy là nó đã thấp hơn 10 độ so với trước khi mình sơn. Tiếp theo mình sẽ đo cái bức tường này xem nó có thay đổi nhiều không nhé. Ở bức tường này nó đang 30,7 này. Rồi bức tường ở trung bình nó sẽ khoảng 31 độ, 31, 32 độ. Thì đến mình sẽ đo trên kính. Kính thì mình chưa có cái biện pháp gì chống nóng cho nó cả. Đấy, nên nó vẫn còn rất nóng, các bạn có nhìn thấy 39 độ luôn. Đấy, 39 độ, gần 40 độ. Còn phần nhôm này mình cũng chưa sơn nhá. Phần nhôm vẫn chưa sơn đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó là 47,6. Phần nhôm thì mình chưa sơn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài cho các bạn xem cái công trình mà mình đã thi công mất nửa ngày. Mình không phải thợ sơn chuyên nghiệp, không có máy phun nên mình chỉ dùng cái rulo mình lăn thôi nên nó hơi lâu một chút. Ok, và đây chính là cái thương hiệu sơn mà mình đã mua, Gison. Các bạn có thể search ở trên Top Top nhá. Sau khi trải nghiệm thì mình thấy là nếu nhà nhà các bạn mà sử dụng mái tôn ấy, mái lợp tôn hoặc mái lợp bro xi măng thì sử dụng cái sơn này rất là phù hợp. Nó sẽ giảm cái sự hấp thụ nhiệt của mái tôn đi rất là nhiều đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình.